cách thay càng cúc di động vào máy bọ. Máy bọ này bọ Hikari. Tương tự này là lắp vào máy Zuki, máy rắc vân vân, tùy theo. Nó sẽ có hai lớp, nó tùy theo dòng máy bọ mà hai lớp. Như máy bọ thì Zuki và Hikari nó sẽ ở lớp dưới này. Nghĩa là khi mình lắp đây chân vịt bọ này, mình tháo chân vịt bọ ra thì nó sẽ là ở lớp dưới này. Như dòng máy mà ví dụ bên mình có dòng Unicom thì nó sẽ ở lớp trên này. Unicom thì cái càng bọ chân nó cao hơn, nó sẽ ở bên trên này. Mình thay vào, nó vặn vào, nó thay mặt sàn là ok. Thay càng cúc vào, càng cúc này thường thường nó sẽ lệch, không bao giờ nó chọn được như càng cúc kia. Bây giờ điều chỉnh độ dọc ở đây, nếu mà hết chỗ để chỉnh rồi đấy. Nhìn cái gì? Thấy thế, dùng nó to. Điều chỉnh con ốc này để chỉnh cái độ dọc của nó lên. Nếu mà chỉnh hết tầm rồi thì phải chỉnh ở trên máy này, chỉnh trục XY. Trục X này, trục ngang này, Y là dọc, bây giờ cho Y lui xuống sang Y này, cộng lên 0.5 đi. Cho nhầm, cho nó xuống phải, trừ nó mới lên. Đúng rồi, trừ nó lên này. Chút nữa là nó chưa tới lỗ. Nó lên một chút nữa. Đi này, trừ 1.0 này lên trừ 1.5 đi. Nên một tí nữa là giữa lỗ. Đây sang ngang cũng bị lệch. Lệch sang bên trái nhiều, mình cho sang bên phải. Trừ hắn 2 chấm đi. 2 chấm ở đây là tính là 2 ly. Đây cho trừ. Trừ 3 chấm đi.
thì trừ thì lại thành quá, giờ lại phải cộng. Trừ thì nó sang bên trái, rồi cộng thì nó sẽ sang bên phải. Sông hơi bé, bây giờ tôi sông to ra như vậy nó cân rồi, tương đối cân rồi. Sâm thì được nhưng mà cho sâm qua ra thì nó lại hơi kích, mình sẽ nhả bớt cái trục ít về mé bên tay trái một chút. Không.